Tòa án tối cao của châu Âu đã bác bỏ một hiệp ước chuyển giao dữ liệu 15 năm với Mỹ, phán quyết rằng hiệp ước đó không cung cấp đủ sự bảo vệ đối với quyền riêng tư cho công dân châu Âu. Tòa án Tư pháp châu Âu hôm thứ Ba viết rằng thỏa thuận điều khoản an toàn không bảo vệ dữ liệu cá nhân lưu trữ cho những máy chủ đặt ở Mỹ. Một sinh viên luật người Áo đã đệ đơn khiếu nại chống lại hiệp ước quốc tế này lên Tòa án châu Âu, nói rằng thông tin cá nhân của anh chuyển tới Mỹ bởi website phổ biến Facebook đã không được bảo mật theo đúng cách. Các quan chức châu Âu ca ngợi phán quyết đó của tòa án. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc bày tỏ lo ngại rằng phán quyết này có thể gây tổn hại cho các doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế. Phán quyết của Tòa án châu Âu là hệ quả từ vụ rò rỉ tin mật do một cựu nhân viên tình báo hợp đồng người Mỹ tiết lộ. Edward Snowden nói, cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã dọ thám công dân Mỹ và công dân nước ngoài trong cuộc chiến tranh chống khủng bố. Những người ủng hộ quyền riêng tư nói Snowden là người hùng, nhưng chính phủ Mỹ cáo buộc Snowden đã phương hại tới nền an ninh quốc gia. Snowden đã đào thoát đến Moscow để tránh bị bắt và bị xét xử tại Hoa Kỳ.